Xin được mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong video clip ngày nay thì Lan Ba Phong sẽ lên chia sẻ các mặt hàng con giống giá bình dân cho quý vị. Và này sẽ bán rẻ cho quý vị để quý vị đam mê sưu tầm. Và quý vị đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất hàng ngày do Lan Ba Phong đưa lên. Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể bình luận ở dưới phần bình luận để trao đổi các kiến thức về cái niềm đam mê hoa lan của mình. Như quý vị đã biết, thị trường hiện tại thì cũng chính thức đã đóng băng và các nhà vườn bán mỗi người một giá không ai giống ai. Nhưng cũng xin cảnh báo với quý vị rằng một số kênh YouTube bán hàng năm tới đầu tháng 3 tháng 4 âm lịch này sẽ chính thức tắt điểm và sẽ biến mất khỏi ngành YouTube vĩnh viễn. Tại sao vậy? Như vậy tại vì thị trường hoa lan nó đang náo loạn và một số kênh sẽ lợi dụng để bán những cái giá cực kỳ rẻ đến mức bằng tặng bằng cho. Và quý vị lưu ý rằng tháng 3 tháng 4 năm tới sẽ một loạt kênh YouTube sẽ biến khỏi thị trường hoa lan vĩnh viễn. Đó là một sai lầm rất lớn dành cho người đam mê. Nhưng người đam mê không biết từ đâu, chỉ thấy rẻ là mua. Đó, nên là quý vị cũng phải cân nhắc kỹ nữa để tìm hiểu kỹ rồi hằng mua. Nếu quý vị mà mua theo cái lối vài trăm ngàn không đúng, không quan trọng, nhưng nó là một số tiền rất là nhiều cộng lại so năm tháng quý vị mua hàng, nên quý vị phải thật là nghiên cứu kỹ lưỡng để quý vị khỏi phải mất học phí. Và sau đây thì không làm mất thời gian, mời quý vị đi vào chi tiết đơn hàng trong ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn đặt hàng thì chủ động liên hệ cho Lan Phong, vì ngày hôm qua Zalo của Lan Ba Phong nó bị lỗi, thành ra xóa đi để tải về và nó đã mất hết những cái phần tin nhắn và bây giờ lần không biết ai nữa. Và hôm nay thì sẽ chia sẻ yêu thương quý vị. Trước màn hình quý vị và các bạn đây là một cái giò hồng mỹ nhân 5 thân cực kỳ đẹp và khỏe. Sẽ chia sẻ với quý vị một cái mức giá yêu thương là 500 ngàn đồng để cho quý vị và các bạn sưu tầm, bán rẻ cho quý vị dễ chơi, dễ chịu. Khỏi nhiều bác cứ nói là bán rất là đắt. Còn đây là một số mặt hàng các bác đặt. Đó, rất nhiều. 1, 2, 3, 4 chỗ này là đều các bác đặt rồi. Đó, có tem có số hết rồi. Và này sẽ giới thiệu quý vị những cái mặt hàng quốc dân, bình dân, cao cấp và giá cả hợp lý nhất. Đi vào phần đầu tiên là một bông hồng giai nhân, như quý vị đã biết, rất là đắt đỏ và trên thị trường không có nhiều giống. Hôm nay chia sẻ quý vị đơn số 1 500 ngàn đồng, cực kỳ yêu thương. Đơn số 2 800 ngàn đồng, cực kỳ yêu thương. Và đơn số 3 1 triệu đồng, cực kỳ yêu thương để quý vị sưu tầm. Đó, 3 đơn, quý vị cảm nhận từ lớn cho đến nhỏ, nhỏ cho đến lớn, dần dần. Đó, ở đây còn 2 kỳ hồng trương chi, chia sẻ yêu thương 200 ngàn đồng. Và số 2 chia sẻ 150 ngàn đồng. Quý vị yêu mến liên hệ trực tiếp cho Lan Phong. Tiếp tục còn là 3 kỳ bạch tuyết, chia sẻ quý vị 200 ngàn đồng một kỳ. Số 1 200, số 2 200, số 3 200. Đó, đồng giá 200. Tiếp theo thì lô á hậu này hôm nay sẽ chia sẻ yêu thương quý vị 100 ngàn đồng một kỳ. Số 6 100 ngàn, kỳ khắc hút ươm tự nhiên rất là khỏe. Số 7 100 ngàn. Và số 9 cũng 100 ngàn. Số 5 100 ngàn. Và số 4 cũng 100 ngàn. Số 3 cũng là 100 ngàn. Và số 2 cũng là 100 ngàn. Đó, quý vị cảm nhận và chọn đơn, chốt đơn cho Lan Văn Phong. Tiếp theo một kỳ như ý, chia sẻ quý vị 400 ngàn đồng, cực kỳ yêu thương. Khỏe đẹp, cây này cũng nằm đây khá lâu rồi. Đó, và tiếp tục năm trắng mắt lẻ sẽ chia sẻ cho quý vị một cái mức giá yêu thương. Số 1 200 nghìn, số 2 200 nghìn, số 3 200 nghìn, số 4 200 nghìn. Thà bán gì cho quý vị còn hơn. Tại sao lại nói như vậy? Bán đắt thì một ngày hai ngày với bán được vài đơn hàng nó rất là khó khăn trong cái việc làm ăn kinh tế. Quý vị phải hiểu cái điều đó. Thì bán rẻ một chút thôi, mình kiếm ít thôi, nhưng mà nó chạy hàng thì mình sẽ
tốt hơn là khi nằm chết đây. Đó, tất cả hàng hóa nếu nằm chết một chỗ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế. Nhưng hàng hóa thuận buồm xuôi gió chạy được thì rất là ổn định kinh tế. Tất cả đều như thế, tất cả buôn bán cái gì cũng thế thôi. Cũng như một công ty nếu được xuất được hàng đi thì làm ăn rất ok, người công nhân cũng hưởng lương rất là vui. Nếu đóng băng như cái kiểu dạng cửa khẩu không xuất được đi thì đối với trong cái công việc làm ăn rất là khó khăn. Tất cả đều như vậy. Thì hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị những cái mức giá yêu thương. Nếu quý vị mà sưu tầm thì liên hệ cho Lan Phong, cực kỳ đẹp. Tiếp theo thì ở đây còn là hai kỳ hồng Nhật Hạ chia sẻ yêu thương. Số 3 150.000 và số 6 300.000, chia sẻ quý vị 250.000. Đó, còn hai kỳ thôi. Tiếp tục là một chậu hồng Lâm Hải, quý vị đã biết rồi, trước kia rất đắt, thực sự rất đắt. Đơn số 1 chia sẻ quý vị 200.000, 300 lấy quý vị 200. Và đơn số 2 cũng là 200.000. Đó, hai kỳ quý vị có thể lựa chọn. Đó, còn hai kỳ hoa hậu xứ Mường, quý vị mà lấy tất cả hai kỳ này về sang năm làm được rất nhiều kỳ và làm được rất là nhiều mầm gốc, chia sẻ cho quý vị 300.000 cho quý vị sưu tầm. Đó, tiếp theo đơn số 1 hồng Phu Ca, một đơn duy nhất, chia sẻ 200.000. đó, hồng Phu Ca quý vị nhé, mặt bông khá là đẹp. Tiếp tục là một chậu hồng Sao Hòa, chia sẻ yêu thương 300.000 cho hai kỳ, một chậu rất là đẹp, sắc nước ngân thành luôn, trên thân già về quý vị có thể làm được kỳ. Nói nôm na như thế này cho quý vị hiểu này, những người đam mê tất cả vì lợi nhuận, còn nếu đam mê thật sự, những người thật nhiều tiền họ mới mua những tác phẩm như thế này về chơi, còn những người mà săn những mặt hàng này đều về là lợi nhuận hết. Và cũng giải thích luôn cho quý vị, nếu như những cái chậu này 300.000 thì quý vị về năm tới sẽ làm được khoảng chục cái kỳ trên thân, và một kỳ quý vị nuôi lớn lên thì quý vị bán gì cũng được 50.000 đến 100.000 một kỳ cho những bạn bè người thân hoặc trên các trang mạng xã hội. Đó là một cái điều tuyệt vời, đam mê nhưng nó lại có thêm kinh tế cho quý vị. Đó là một câu nói thật sự. Những cái khúc này nhìn thế này thôi, tầm tháng 7, tháng 8 âm lịch sang năm là quý vị sẽ thu hồi được vốn, thậm chí lãi gấp đôi vì mỗi cái mắt này làm được một kỳ. Đó, nên là quý vị cứ phải nghiên cứu. 300.000 là một cái mức giá yêu thương. Tiếp theo là hai chậu Sơn Nữ Sơn La, một mặt bông cũng khá đắt đỏ, chia sẻ cho quý vị 2.000.000 đồng. Đó, quý vị có thể cân nhắc và tham khảo. 2.000.000 đồng. Đơn số 1 Sơn Nữ Sơn La rất là đẹp, 2.000.000 đồng. Đơn số 2 Sơn Nữ Sơn La cũng chia sẻ là 2.000.000 đồng. Đó, quý vị có thể cân nhắc. Đó, như những cái này kỳ quý vị xuất ra 1.000.000 một kỳ, 500.000 một kỳ, tùy. Tiếp tục là Ngọc Sơn Cước, hôm nay sẽ xá quý vị mấy kỳ này chơi và đam mê có lợi nhuận. Đơn số 1 chia sẻ yêu thương cho quý vị 600.000 đồng. Đó, đơn số 2 chia sẻ yêu thương 300.000 đồng. Và đơn số 3 chia sẻ yêu thương 300.000 đồng. Đó, đơn số 4 chia sẻ yêu thương 300.000 đồng. Và đơn số 5 chia sẻ yêu thương 300.000 đồng. Đó, Ngọc Sơn Cước này thì nó rất là giống HO, như đặc trưng nếu nhìn kỹ thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn về thân lá. Đó, chẳng hạn như cái cây này mang bán Ngọc Sơn Cước rất nhiều người tin, và hiện nay thì trên các diễn đàn YouTube rất nhiều người mang HO ra bán Ngọc Sơn Cước. Đó, nó rất là giống, chẳng hạn như cặp này bán Ngọc Sơn Cước rất là giống. Đó, nên là quý vị không thể biết được, vì quý vị là những người mới chơi hoa lan, nên là quý vị chỉ mua bằng cái niềm tin và cảm nhận của mình. Đó, có thể Ngọc Sơn Cước quý vị mua cây to như này với giá 200.000, rất nhiều chỗ bán cho quý vị 200.000. Đó, tiếp theo thì nói Bảo Duy. Bảo Duy thì như quý vị đã biết, nó là một phân khúc cao. Những năm trước một kỳ như này lên tới 3 tỷ đồng. Đó, một nhà vườn có thể không đủ tài chính mua và phải cổ đông đến 4-5 người mới sở hữu được một kỳ như thế này. Nhưng hiện tại thì nó đã tụt gấp 100.000 lần như quý vị đã biết.
Và hiện tại thì giống nó không có nhiều. Có nhiều quý vị là bảo tôi mua kỳ bảo duy to như thế này 500.000. Thì có lẽ là một số quý vị như các bác đó thì chưa thì nhận biết được về cái lan vàng. Vì cái thằng thân thần này thì nó chỉ khác nhau màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Đó, còn cái màu xanh như này thì nó đều giống các loại 50 inch trắng. Những người mới chơi thì người ta bán cái gì người ta mua vậy thôi. Người ta mua bằng niềm tin thôi, trao tất cả niềm tin đến nhà vườn thôi. Đó, nên là quý vị không thể nhận biết được. Nên là quý vị phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng. Đó, kỳ bảo duy như thế này, chia sẻ quý vị 1 triệu đồng. Nó thực sự rất là đẹp. Nó cắt khúc ương tự nhiên. Kỳ số 2, 600.000. Thực sự nó rất là khỏe và rất là đẹp. Và kỳ số 1, chia sẻ 800.000. Là thực sự nó rất là đẹp. Đó. Tiếp theo là một kỳ hồng Minh Châu 100.000 thôi. Yêu thương. Đơn số 7 là nói người đẹp không tên thì nó không khác gì bảo duy. Nó là một phân khúc tầm cao và tới đây nó sẽ là một mặt hàng quốc dân trẻ nhất trên thị trường hoa lan. Không tên bảo duy, Juliet. Và một số mọc bông khác. Kỳ người đẹp không tên như này có nhiều bác khách và tôi mua có 300 với 500. Đó. Thì những bác đấy thì thực sự là chưa biết gì về hoa lan. Thực sự như vậy, khẳng định 100% chưa biết gì về hoa lan. Nếu các bác không biết gì về hoa lan, tốt nhất không nên mua những hàng cao cấp mà nên chơi những cái tác phẩm như thế này. Tác phẩm ho này thì nó có 8 mầm. Sang năm thì nó sẽ một chùm hoa. Chỉ với 500.000 đồng là quý vị đã sở hữu 8 mầm HO như này. Đó. Về quý vị có thể nắn lại, dựng đứng lên. Đó. 800.000 đồng. Một chậu HO như này chỉ với 8 thân 600.000 đồng. Đó. Và kỳ người đẹp không tên này sẽ chia sẻ quý vị một cái mức giá yêu thương 4 triệu đồng. Đơn số 6 vẫn là người đẹp không tên, chia sẻ mức giá yêu thương 5 triệu đồng. Một kỳ bảo duy các khúc ương tự nhiên khỏe đẹp, chia sẻ 6,5 triệu đồng. Đó, 6,5 triệu đồng, rất khỏe, rất lực. Một kỳ người đẹp Bình Dương chia sẻ yêu thương 1,2 triệu đồng. Hôm nay sẽ lấy quý vị 1 triệu đồng. Rất khỏe, rất đẹp. Và một quy Juliet chia sẻ 1,5 triệu đồng. Hôm nay sẽ chia sẻ yêu thương cho quý vị là 1 triệu đồng. Một kỳ Vĩnh Khang 1,5 triệu đồng, chia sẻ yêu thương 1 triệu đồng. Đó, một kỳ duy nhất thôi. Không có nhiều, 1 triệu đồng là quý vị đã sở hữu một kỳ 52 như thế này rồi. Đó, còn có nhiều quý vị và tôi mua 200.000 đây. Cái này thì không thể diễn tả hết được. Và một chậu hồng Gia Lai thân vàng chuế, tới đây sẽ được ngắm hoa. Hôm nay sẽ chia sẻ 200.000 đồng cho cái thân này. Và một chậu huyết hạc đang đĩa một mầm, thân rất to, rất phi phàm, chia sẻ quý vị 250.000 đồng. Đó, cực kỳ yêu thương. Và tất cả quý vị mà có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Lan Phong để sở hữu được những con giống mà mình ưng ý nhất. Và video xin được khép lại tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được mến chào toàn thể quý vị. Hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.